Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một phần của Pikachu. Đầu tiên mình sẽ móc vào đề 6 móc đơn cho một vòng tròn ma thuật. Mình sẽ móc tăng dần lên 3 hàng. Sau đó móc vào đề là các mũi móc đơn. Sau khi móc xong thì mình sẽ đổi màu lên sang màu trắng và móc tiếp tục như thế, tương tự như phần mặt bên này. Sau khi móc xong thì mình sẽ móc phần mắt. Mắt mình sử dụng là 6 mũi móc đơn cho một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ móc qua đây là các mũi móc trượt. Mình sẽ móc các mũi móc xích lên đây làm sao cho vừa phần vòng này. Sau đó mình sẽ bắn vào đây. Nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một quả len màu trắng, một quả len màu tím, một quả len màu đen, một cái móc, một cái kéo, một cái kim. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc vào đây cho mình 6 mũi móc đơn. Mình sẽ rút sợi này này vào đầu tiên và cho mũi đầu tiên vào mặt. Mình tiếp theo mình sẽ móc vào đây hai góc đơn của một chân. Bước tiếp theo, trong mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn, trong mũi thứ hai hai mũi móc đơn cùng một chân. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế. Phần tiếp theo mình sẽ móc vào đây mỗi chân mỗi là một mũi móc đơn.
từ năm mình cũng sẽ móc tương tự như thế. Mình sẽ đánh mở lên. Không phải cho mình cầm một bọc lên.
Phần tiếp theo cho mỗi đầu tiên mình sẽ móc ở đây một móc đơn. Mũi thứ hai sẽ móc ở đây một móc thu. Sẽ lặp lại tương tự như thế. Tiếp theo mình sẽ móc vào đây là các mũi là các móc thu. Mình sẽ nhồi bông một phần lên theo bên trong. Đây mình sẽ nhồi những phần lên thừa bên trong. Là mình tiếp tục móc ở đây các mũi móc thu. Mình sẽ móc vào cạnh ngoài này.
sẽ tạo một vòng tròn ra thôi. Ở đây cho mình xong móc lên. Đó, mình sẽ lấy dẫn đen màu đen, mình viền xung quanh. Móc vào đây cho mình các mũi móc chuột. Mình sẽ hướng độ dài cho vừa với phần này. Và mình sẽ kết ra. Đặt con lên đi.
Sau đó mình sẽ được một phần viên tròn trong Pikachu. Đây là thành quả mình lốp xong một viên Pikachu.